Xin chào các bác nhá. Dòng Pioneer. Đó. Những cái em Pioneer đèn vu này thì nó là những dòng âm ly mà có tên tuổi, có vị trí ở trong cái dòng audio từ ngày xưa rồi. Hôm nay cửa hàng lên sóng một em Pioneer 7600. Nếu anh em ghép những đôi loa Pioneer với những con âm ly Pioneer kiểu này thì mặc định nó là hay luôn. Mặc định nó là hay. Nó là một trong những cái bộ ghép mà các bác nghe sẽ không thấy chán, muốn nghe thêm, nghe nhiều hơn. Đó. Con âm ly đang có ở trong clip này càng báo giá cho anh em chỉ 4.500.000. Hàng đẹp zin tuyệt đối. Xin nhắc anh em điều đó. Đẹp zin tuyệt đối luôn, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Size 42, dòng Pioneer 7600 SA 7600 và đang được phối ghép vào đôi loa Pioneer CSF45. Cái dòng loa này thì cửa hàng có thường xuyên, cứ bán thì cửa hàng lại nhập một đôi khác về tiếp theo, bởi vì nó chính là một trong những mã loa mà chơi rất dễ chơi, vừa tiền tiếng hay, vừa tiền và loa đẹp. Đấy. Kiểu dáng thiết kế của loa đẹp. Anh em ghép con âm ly này với đôi loa như thế kia là có thể có một bộ âm thanh đáp ứng được cả tiêu chí nghe và nhìn. Đó. Âm ly thì chạy cầu loa A cộng B, bát chép, lao lớt, đường vào tín hiệu âm thanh. Ngoài ra còn có đường tép và đây cân loa, volume. Dòng âm ly này thì chạy 4 sò than, 2 tụ lọc, 1 nguồn. Nội thất là bao zin mới đét luôn các bác nha. Và cả ngoại thất cũng như vậy. Hiện tại thì anh em sẽ được mua những mức giá rất rẻ so với những năm trước. Âm ly thì là âm ly cổ, đèn vu kim vẩy 4-16 ohm và công suất 120W. Đây là đường vào tín hiệu này. Nước sơn anh em thấy này, mới tinh không? Phono chỉ dành cho đầu đĩa than. Còn lại anh em có thể cắm vào đường tép 1, tép 2 hoặc là AUX1, AUX2. Tuner. Nghe vào những đôi loa Pioneer thì nó sẽ mặc định là chất âm sẽ được một bộ âm thanh hay luôn. Minh Audio Hà Đông Hà Nội. Đấy, với cái bộ gồm hai sản phẩm như này, cửa hàng báo luôn cả bộ là tầm 10.500.000. Còn con âm ly thì là tầm 4.500.000 các bác nha. Vế bên này, đèn vẩy bên này. Vế bên này, đèn vẩy bên này. Dòng âm ly Pioneer là một trong những dòng mà cửa hàng bán nhiều nhất. Đấy. Và những con âm ly đèn vẩy này nó cũng có một cái vị trí rất quan trọng. Cửa hàng hay nhập về. Rất êm tai, bát chép, mid hài hòa, xin chào và hẹn gặp lại các bác.